và sân khấu thì đôi lúc chúng ta vẫn có trục trặc đúng không ạ? Và một người thoát khỏi chúng tôi, tôi sao cười lên quá vậy? Và tại sao mấy em ánh sáng xuất đèn như vậy? Anh ơi, anh chơi với mình tiếp theo. Và tiếp mục tiếp theo là ca sĩ Tây Đô. Trời ơi, xe họp, xin mời quý vị cùng hướng một ngày sân cỏ. Trời ơi, xe họp 13 tỷ phải không? Ca sĩ tới rồi.
Xin cảm ơn rất nhiều.